Xin chào quý vị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video đánh giá về thị trường và phân tích mã cổ phiếu hàng ngày của em Phát nha. Thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Ngoài ra chưa có room tín hiệu có thể quét mã QR vào link mô tả dưới video để vào room tín hiệu. Anh em ITB cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới nha. Thì phiên giao dịch ngày 9 tháng 9 thì thị trường chung đã có một phiên tiếp tục giảm điểm và đâu đó cuối phiên cũng có những sự kéo lên nhẹ nhẹ và VN Index chỉ giảm 6.23 điểm ha. Thì với cái thanh khoản trong phiên hôm nay là 11.693 tỷ thì đây là một cái thanh khoản cũng khá thấp ở trong giai đoạn này. Như vậy thì ở trong giai đoạn này thì hầu như là thế giới cũng rất là ảm đạm, chưa có những cơ hội hồi phục. Trong khi thì thị trường Việt Nam chúng ta cũng không có cái những cái tin tức hay là những cái diễn biến gì ảnh hưởng quá xấu đến thị trường chung. Thì phiên đầu tuần thì có một phiên giảm điểm với thanh khoản thấp như vậy thì cho chúng ta đánh thấy cái sự đánh giá là khả năng những nhà đầu tư, những cái tâm lý trong giai đoạn hiện tại vẫn còn đang rất là phân vân, lưỡng lự và rất là cẩn thận để tham gia trở lại đối với thị trường. Những nhà đầu tư vẫn còn đứng bên ngoài thì vẫn tiếp tục chờ đợi thêm, và những nhà đầu tư đang nắm giữ hàng thì có thể là vẫn chưa mua bán gì trong giai đoạn này. Tuy là thị trường giảm điểm nhưng mà tuy nhiên một số mã cổ phiếu vẫn tương đối là tích cực trong giai đoạn này, và hầu như là nhịp vừa rồi về nhóm cổ phiếu như nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản sau nhịp hồi phục tích cực thì rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi cái sự tích lũy trở lại của hai nhóm cổ phiếu đó để tham gia. Cho nên là có thể là thị trường cũng không có những cái biến động quá lớn và ảnh hưởng quá sâu trong thời gian sắp tới nha. Cho nên anh chị cũng không nên quá hoảng loạn lo lắng và hãy tìm kiếm những cái cơ hội để chúng ta tham gia gom hàng để đón những cái nhịp hồi phục trong thời gian sắp tới ha. Rồi, như vậy thì về thị trường chung thì trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 9 thì thanh khoản mua vào là 2.637 tỷ ha, bán ra là 6.660.6 tỷ thì không đổi là 966 tỷ. Thì những mã cổ phiếu đóng góp tích cực về khối lượng giao dịch hàng đầu như là Novaland, VPBank, VAX, TCB, rồi Hòa Phát, OHSG, rồi NKG cũng đang có những sự nhóm thép hồi phục khá là tốt. Tuy nhiên thì nhóm thép trong phiên hôm nay có những sự là kéo lên đóng góp tích cực ở đầu phiên và cuối phiên cũng lại có những cái áp lực bán ra, cũng như là những cái giai đoạn trước đó những nhà đầu tư đang bị kẹp hàng có thể là họ cơ cấu lại danh mục ha. Về khối ngoại thì cũng bán ròng 482 tỷ nè, bán ra hàng đầu những mã cổ phiếu như FPT, Masan, HPG, VPBank, VIX, KDH, tham gia hàng đầu như DGW, TCB, DBC và VHM. Về khối tự doanh thì cũng bán ròng đâu đó là 171 tỷ thôi, cũng không quá ảnh hưởng nhiều. Và bán ra hàng đầu như là VPBank, FPT, MWG, HDG, VIX, tham gia hàng đầu như mã cổ phiếu như là HPG, VCI, GBR, VND. Rồi chúng ta cùng đi đến đánh giá về cái góc nhìn và xu hướng của thị trường chung để có cái góc nhìn đầu tư trong thời gian sắp tới. Thì trước tiên nhìn về cái xu hướng dài hạn của thị trường thì cũng của VN Index thì cũng đang trong một cái đà hồi phục ha, đang trong đà hồi phục. Và cái điều đặc biệt là cái vùng giá nằm ở trong vùng mây, như anh chị thấy là vùng giá sẽ dằn co vùng mây đâu đó là đến tháng sau, thì khi đó vùng giá nó thoát khỏi qua, nếu mà tiếp tục nó vượt đỉnh thì sẽ thoát khỏi vùng mây và sẽ có cơ hội hồi phục khá sáng trong thời gian sắp tới nha. Đánh giá thêm về góc nhìn ngắn hạn, trung hạn của VN Index ở khung đồ thị tuần thì hiện tại sau khi mà đã phá vỡ cái vùng trên tăng thì đã hoàn thành cái nhịp test lại chạm cái vùng trên này một lần nữa rồi, thì đó là một cái vùng kháng cự cân bằng và đang tích lũy trở về. Như vậy thì biên hỗ trợ ở trong khung đồ thị tuần trung hạn sẽ quanh 1.246, và về ngắn hạn thì hiện tại đang có cái trạng thái mất cân bằng và chỉ là cái phiên ngày 10 tháng 9 nữa thôi là hoàn thành hết cái nhịp mất cân bằng này. Như vậy thì biên hỗ trợ gần nhất sẽ là quanh 1.256. Tuy nhiên thì nếu như qua cái phiên từ ngày 11 trở đi thì sẽ cái biên hỗ trợ không phải 1.256 nữa, và cái biên hỗ trợ sẽ lanh quanh biên dưới 1.242 cho đến 1.245. Thì đó là kịch bản nếu như trong phiên hôm nay ngày 10 tháng 9 mà tiếp tục dằn co tích lũy thì sẽ có cái mức đỡ giá quanh 1.256 nha.
Rồi như vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi cái sự biến động của thị trường, xem có phản ứng tại cái biên hỗ trợ này nữa hay không, hay là nếu mà tiếp tục phá vỡ mất đi 1256 thì sẽ tìm về biên hỗ trợ bên dưới. Thì về bên dưới thì sẽ có biên hỗ trợ 1245, sâu hơn là 1242, rồi biên hỗ trợ bên dưới tiếp theo đó là 1236. Thì đó cũng là những cái biên hỗ trợ khá tốt trong giai đoạn này. Thì thị trường tăng đâu đó là 20 đến 3, giảm đâu đó 20 cho đến 30 điểm nữa thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những cái mã cổ phiếu của anh chị đang nắm giữ trong danh mục hiện tại ha. Thì cho nên thị trường rung lắc và tích lũy sẽ là những cơ hội rất là tốt cho anh chị nhà đầu tư tham gia gom hàng để đón nhịp hồi phục trong thời gian sắp tới. Thì như vậy thì nhìn về VN Index đó thì sẽ có đâu đó khoảng 4 phiên tới sẽ có những trạng thái mất cân bằng, quan trọng là cái vùng giá về cái vùng nào để chúng ta sẽ đánh giá được cái xu hướng của tiếp diễn của thị trường. Nếu như trong 3 phiên tới nữa mà nó vẫn giằng co và tích lũy quanh đâu đó là 1256 thì qua phiên thứ tư, tức là cuối tuần, thì nó sẽ có những cái khả năng mất cân bằng và hồi phục lên. Thì như vậy thì cái kịch bản hồi phục như vậy thì cũng không quá đáng kể và cũng không quá tích cực. Nếu như nó càng nhúng càng sâu thì cái cơ hội rút chân lên và hồi phục luôn nhanh hơn, có thể là nó sẽ tốt hơn là nó lình xình tích lũy ở trên cái biên này. Cho nên em hy vọng rằng trong vòng 4 phiên tới thì nó sẽ có những cái cú nhúng xuống cái biên hỗ trợ bên dưới để có những cái sự lấy đà để hồi phục tốt hơn. Rồi như vậy thì hiện tại cái biên râu nến cũng như là cái hai cái phiên trước đó ở cuối tuần và phiên đầu tuần thì sẽ có vùng đáy quanh 1263, tức là nó phá vỡ đi 1262 thì kịch bản nó sẽ quay về biên dưới 1256, thậm chí sâu hơn 1236 ha. Đó là hai cái biên hỗ trợ. Còn nhìn về cái kịch bản tích cực thì theo em đánh giá thị trường cũng không thể nào tích cực và tăng mạnh hồi phục ngay được, bởi vì cái vùng kháng cự thứ nhất đó là cái vùng Kijun quanh 1272. Thì như vậy hồi phục lên chạm vùng Kijun này thì nó sẽ tiếp tục tích lũy ở đây một nhịp, và tiếp theo đó hồi phục lên chạm luôn cái vùng 1276 nữa thì lại là một cái vùng kháng cự cứng hơn nữa, lại tiếp tục tích lũy. Cho nên em đánh giá nếu như thị trường mà tiếp tục hồi phục thì khả năng cao là thị trường vẫn tiếp tục giằng co và sẽ quay tích lũy thôi. Còn nếu mà thị trường tiếp tục phá đáy thì khả năng nó giảm về biên dưới thì cái xác suất cao. Cho nên giai đoạn này chúng ta sẽ cùng cầm tiền chờ đợi và tìm kiếm những cái cơ hội để tham gia vào thị trường trở lại ha. Thì như vừa rồi thì nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán thì cũng hồi phục tương đối là tốt trong giai đoạn này, đang có những dấu hiệu tích lũy trở lại, chứng là đà tăng. Thì đây cũng là những cơ hội cho anh chị nhà đầu tư tham gia gom hàng. Như vậy thì em cũng đánh giá và chia sẻ về một số mã cổ phiếu đến từ nhóm bất động sản cũng như là nhóm chứng khoán để tìm kiếm cơ hội cho anh chị nhà đầu tư tham gia đầu tư trong thời gian sắp tới ha. Thì chúng ta sẽ đánh giá sơ lược về hai mã cổ phiếu, hai nhóm ngành này thôi để tìm kiếm cơ hội thôi. Ngoài ra thị trường chung còn rất là nhiều nhưng mà chúng ta cũng không đánh giá quá nhiều về góc nhìn chung. Rồi, về đầu tiên đây là cổ phiếu VIX nha anh chị. VIX thì nó đang có cái biên hỗ trợ vùng Kijun quanh vùng giá 43.4 và biên hỗ trợ tiếp theo là 43.15. Thì như vậy thì anh chị quan tâm thì có thể lấy vị thế quanh lăn quanh vùng này cũng được, bởi vì đã có một cái phiên hồi phục tích cực với thanh khoản, tức là tiền vào rồi, thì cái pha tiền vào bùng nổ rồi tăng mạnh thì sau đó sẽ có những cái phiên tích lũy test lại cái vùng cân bằng và sẽ có những cơ hội hồi phục trong thời gian tới nha. Như vậy thì VIX chúng ta sẽ có kỳ vọng target quanh vùng giá 57.6 nè, và tham gia ở vùng này thì chúng ta sẽ cắt lỗ dưới 42.5 ha, dưới 42.5. Rồi VHM thì tăng khá là xa rồi, thì nhìn này chưa có cơ hội tham gia vào lại nha anh chị, thì có thể là chờ đợi thêm ha. Rồi Novaland thì cũng đang có một cái sự hồi phục khá là tốt và kịch bản thị trường chung giằng co trong giai đoạn hiện tại, tuy nhiên cổ phiếu này vẫn không giảm quá nhiều, thì cho chúng ta thấy là những nhà đầu tư cũng đang khá là kỳ vọng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung và Novaland nói riêng trong giai đoạn này. Rồi thì như vậy thì Novaland hiện tại nó vẫn đang tích lũy ở trên cái vùng kháng cự thôi, và khả năng Novaland sẽ còn một phiên trong phiên ngày 10 tháng 9 đó thôi, và qua phiên 11 tháng 9 trở đi thì sẽ có những cái trạng thái tích lũy vậy bó chặt. Như vậy thì rách về hướng nào thì sẽ có cái cơ hội ủng hộ cho xu hướng tiếp diễn cái xu hướng đó mạnh mẽ hơn. Như vậy thì nếu như kịch bản Novaland tiếp tục và vượt ở trên vùng giá 13.3 thì anh chị vẫn có thể là chia tỷ trọng ra tham gia thăm dò lấy vị thế trước ha. Còn kịch bản mà nó sâu hơn, nó về 1.000 ha, về vùng giá 12.2, 12.3 thì vẫn là tiếp tục tham gia gom thêm, bởi vì đây cũng là cái biên hỗ trợ vùng Kijun và biên hỗ trợ vùng May tương đối là tốt, theo đánh giá nó chưa quá xấu. Rồi đó là cái điểm tham gia của cổ phiếu Novaland nha. Rồi cái vùng này thì có thể đặt target lên quanh ở trên vùng giá 16 nha, còn khá là xa.
Rồi VRE cũng tương tự như vậy, cũng đang có những sự hồi phục khá là tốt và đang tích lũy quanh loanh quanh vùng này. Hy vọng là một hai phiên tới thì không mất đi cái vùng giá 19.4 thì sẽ tích lũy quanh đây, thì cũng lại cơ hội cho anh chị nhà đầu tư tham gia gom hàng ha. Rồi VDR thì nhìn chung hầu hết những mã cổ phiếu bất động sản trong nhịp này đều test đi cái vùng, test lại cái vùng kháng cự cân bằng trước khi là kháng cự cân bằng sau khi là một nhịp hồi phục rồi. Rồi tiếp theo chia sẻ về cái xu hướng của mã cổ phiếu DSG, thì như em đã vẽ đánh dấu cái xu hướng trước đó rất là lâu rồi, thì nhịp này chúng ta sẽ còn một hai phiên nữa, nếu như không trong phiên ngày 11 tháng 9 và ngày 10 tháng 9 hai phiên tích lũy qua đây không giảm quá sâu thì nhà đầu tư vẫn có thể là tham gia thăm dò lấy vị thế trước được ha, lấy vị thế trước là quanh vùng này cũng được, rồi là đâu đó là quanh 10 giá 15 14.5 cũng được, quanh vùng này 14.5 thì sẽ là cái biên hỗ trợ cũng tương đối là tốt đối với xu hướng của DSG. Về vùng này thì anh chị có thể là tham gia mạnh tay hơn, còn giai đoạn hiện tại nếu mà sau hai phiên nữa mà không giảm quá sâu thì anh chị vẫn có thể chia tỷ trọng ra thấy trước đâu đó 30-50% tỷ trọng cũng được ha. DSG rồi tiếp theo như là Nam Long thì cái biên này thì đang tích lũy quanh đây cũng không đánh giá quá nhiều. Rồi DG thì hơi khá là xấu rồi, có thể test lại quanh đáy 2 thì lúc đó chúng ta sẽ xét lại cái trạng thái và cái sự phân kỳ. Rồi tiếp theo là nhóm cổ phiếu nhóm chứng khoán nha, nhịp vừa rồi bùng nổ tích cực thì hàng đầu đó là như cổ phiếu VC, BSI, CTS, rồi HCM. Thì về BSI thì hiện tại đang mất đi cái vùng hỗ trợ rồi, mất đi cái vùng hỗ trợ vùng giao găm 65 quanh vùng giá 48.2 rồi nha anh chị. Thì như vậy thì về cái xu hướng của BSI thì chúng ta sẽ không đánh giá về cái kịch bản test lại biên hỗ trợ nữa, mà cổ phiếu này thì chờ nó vượt trên hẳn cả cái vùng giá 51 thì hãy tham gia, nó sẽ an toàn hơn là cái vùng test lại, bởi vì cái nhịp vừa rồi đã test lại về cái vùng hỗ trợ cân bằng rồi và nhịp này hồi phục tích cực lên thì nó chạm vùng kháng cự biên trên, nếu mà tích lũy trở lại nữa và mất đi biên hỗ trợ thì có thể nó sẽ còn tìm về vùng đáy bên dưới, cho nên chúng ta sẽ không tham gia ở biên dưới đối với cổ phiếu BSI. Rồi tiếp theo như là HCM nè, HCM cũng là một cổ phiếu khá là tốt, cũng có những cái thông báo thông tin mở margin khối ngoại áp dụng trong giai đoạn tới, có thể là sẽ ủng hộ cho đà tăng nhóm của cổ phiếu này trong giai đoạn tới ha. Tuy nhiên thì điểm vào thì hiện tại thì chúng ta sẽ không có cái điểm mua bán ở đây và chỉ có cái điểm hỗ trợ cân bằng quanh giá 27.6 hoặc là sâu hơn vùng giá là 26.5 thôi. Tuy nhiên cổ phiếu về vùng này thì có thể là hơi khó, nếu mà về vùng 26.5 thì có thể là thị trường giảm một nhịp khá là sâu ha, lúc đó chúng ta sẽ đánh giá sau. Rồi VCI thì cũng đã mất cái biên hỗ trợ rồi, tuy nhiên là kịch bản đang mở ra mất cân bằng tích lũy thôi, vùng kháng cự biên trên 45.7, vùng kháng cự tiếp theo là 46.6 và vùng cân bằng là vùng giá là 47.5 ha. Rồi đó là một số mã cổ phiếu nhóm chứng khoán em đánh giá thì của những mã cổ phiếu này. Rồi như là CTS nè, cũng là một mã cổ phiếu tương đối là tốt, nhịp này nó đã có sự tích lũy ngang đâu đó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 phiên rồi và vẫn duy trì lanh quanh vùng này và không giảm quá nhiều. Như vậy thì biên hỗ trợ đỡ giá sẽ lanh quanh vùng giá 37.8, 37.9. Và kịch bản của CDS anh chị muốn tham gia thì có thể chờ nó vòng lên trở lại ha. Đâu đó khoảng 4-5 phiên nữa đến cái giai đoạn thắt chặt, bó chặt những cái hội tụ, những chỉ báo trở lại thì có thể nó sẽ có những cơ hội bùng nổ khá là xa đối với CDS. Còn ngược lại thì có thể nó sẽ giảm khá là sâu. Tuy nhiên đánh giá một kịch bản giảm sâu trong giai đoạn này thì xác suất nó khá là thấp, cho nên chúng ta vẫn ưu tiên cái xu hướng là mua lên khi nó vượt trên vùng giá 39.3, 39.4. Rồi ok, thì đó là một số mà nhóm mã cổ phiếu nhóm chứng khoán cũng như nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì tiếp theo có những sự hồi phục của nhóm dầu khí, đó là nhóm cổ phiếu BSR. BSR thì có cái biên hỗ trợ loanh quanh cái vùng 22.7. Em cũng đã có cập nhật những tín hiệu trong room cho anh em ITB rồi. Thì cho khách hàng của ITB rồi. Thì nó sẽ có cái biên hỗ trợ quanh vùng giá 22.7. Thì anh chị quan tâm thì có thể là chờ dàn co tích lũy, hoặc là nếu mà một phiên tăng tốt như thế này thì có những phiên chỉnh nhẹ nhẹ trở lại đâu đó là 1/3 hoặc là 1/2 cái nến thôi, lên quanh vùng này thì anh chị có thể là tham gia lấy trước vị thế đâu đó 30% tỷ trọng cũng được ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu VLX. VLX thì trong phiên hôm nay cũng có những cái sự hồi phục khá là tốt, tuy nhiên áp lực cuối phiên lại bán ra, cuối cùng đóng cửa giảm ở 1.07%. Như vậy thì biên hỗ trợ của VLX sẽ lăn quanh vùng giá 45.8, anh chị quan tâm thì vẫn có thể là chia tỷ trọng ra lấy vị thế trước ha, 45.8 và cái biên hỗ trợ tiếp theo đó là 42.4. Như vậy thì anh chị có thể tham gia trước 50% tỷ trọng thôi đối với anh chị mua mới. Còn nếu mà kịch bản nhúng về hỗ trợ biên dưới quanh vùng giá 42.5 thì anh chị có thể tham gia gom thêm. Tuy nhiên cái vùng giá 45.8 mà về 42 đâu đó là khoảng 3 giá ha, 3 giá thì khoảng 77%, mà anh chị lấy trước có 50% vị thế thôi thì anh chị có lỗ đâu đó khoảng 3-5% thôi. Đó là kịch bản xấu nhất xảy ra.
cho nên là vẫn chấp nhận và tham gia được nha anh chị, lấy chiếc vị thế thăm dò. Rồi tiếp theo như cổ phiếu gas cũng tương tự nè, cổ phiếu gas cũng là một cổ phiếu có những sự hồi phục khá là tốt nè, như anh chị thấy cái thanh khoản trong phiên hôm nay hồi phục tích cực ha. Như vậy thì cổ phiếu gas vẫn có thể là tích lũy lên quanh vùng này, anh chị vẫn có thể lấy trước vị thế 30-50% tỷ trọng trước cũng được. Theo dõi diễn biến của thị trường như thế nào để chúng ta đánh giá cái góc nhìn cổ phiếu này quay về biên hỗ trợ hay tiếp tục vượt đỉnh để gom gia tăng. Còn nếu như anh chị chưa biết mua bán mã cổ phiếu nào, có thể là liên hệ trực tiếp với em để em cùng hỗ trợ và cơ cấu cái danh mục cho anh chị, cũng như là chăm sóc những cái danh mục cho anh chị hàng ngày, rồi cập nhật những tín hiệu mua bán sớm hơn để cho anh chị nắm bắt những cơ hội đầu tư trong thời gian tới nha. Rồi thì đó là những cái đánh giá và phân tích về cái xu hướng của thị trường cũng như là một số mã cổ phiếu quan tâm trong giai đoạn này, thì phân tích cùng gửi đến quý chị nhà đầu tư quan tâm để tham khảo ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.